Xin chào các bạn, hôm nay đi chợ Winco. Đó, đi theo xã anh mua gì qua hướng này. Đây là chuối. Thôi lấy một cái thôi, ở nhà ăn không hết hả? Lấy một rồi một cái xanh với một cái vàng là ăn là kịp. Áo ở nhà vẫn còn nữa kìa. Ê Đình ơi, em có balloon đẹp quá. Cho mẹ đi. Cho mẹ balloon. Cho mẹ nha. Ê, mẹ có balloon đẹp quá. Nè, trả cho em nè. Cho mẹ hôn em đi. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Chấm lại mà candy mua candy bỏ vô. Đi tới chỗ kia coi có gì không. Anh có muốn ăn cái thơm này không? Không muốn mà thì mua về nó mới chín chứ. Mà có khi nào nó chín đâu mà mua. Thích ăn canh chua quá. Trái thơm 2 đồng mấy một cái này. Một trái thơm. Đồ nặng với ca mấy bữa anh mua ở đây hả? Ý là mấy bữa anh mua ở đây hả? Cái này là muối mà. Ừ, đồ vặn nước cam mà chảy đi hướng nào vậy? Không biết. Chảy đâu? Chảy xuống muối. Có chanh nè. Chanh bán thế nào? 25 sen cho trái. 4 trái 1 đồng. 4 trái chanh cho 1 đô la. Lấy cái bịch cho mẹ bỏ vô con. Luôn thế nào? Anh chơi thế nào? Dạ bỏ vô. Cho bóng phóng cho thằng bóng có hai tay thằng nó ba đồ nó chơi xong chưa phải trả lại đó. Ồ, đó rồi rồi 8 trái chanh. Ở đây có bán bắp nè, có bán dưa leo nè, có bán dưa hấu nè. Mùa hè dưa hấu bán quá trời luôn ha. Trái này trái nấy tròn vo căng. Cái này có thể organic không? Không. 58 sen cho một thau. 58 sen. Em làm gì á? Em coi hả? Vô đây này này, bên nó trống kìa. Xử 7 bữa nữa nó trèo vô lộn cổ vô đó. Đừng có xử con nít trèo. Dưa hấu nè, từng ô từng ô. Mùa hè là mọi người thích giải khát dưa hấu cho nên người ta lấy dưa hấu về bán quá nhiều luôn ha. Em ăn dưa hấu không? Em có bờ luôn. Ủa có xe mình đó. Cherry nè, cherry nhà bác hàng xóm giống vậy nè. Chín giống vậy luôn rồi đó. 2 đồng 47 một thao. Cái này nó rồi, cái này kìa, bo kìa. Hả? Trái này là trái honeydew. Nặng đó, thôi đi con. Nó thích cái này nè. Nó thích trái này nè anh. Thì trái cứng nhưng mà nó chín đó. Thì nó thích loại vậy đó, mềm mềm để nó dễ cắn, hiểu không? Cỡ này nè.
lấy mình có đòi ăn không à. Lấy bịch cho mẹ. Em ăn á hả? Về nhà rửa đã. Mẹ ăn cái này nóng quá. Văn đi lấy phụ bịch cho con. Okay. Té bây giờ. Đưa con. Đó, Eden. Eden nó thích ăn trái đào, không phải apple. Trái này là trái trái peach phải không? Nó thích trái chín chín chín. Này. Con nói. Con có thích không? Ba trái. Mua cây lau nhà hả? Dạ. Văn về lau nhà luôn hả? Giỏi vậy. Máy tìm một cây. Có cái nước ở đây nữa hả? Này có đào, đào lông. Thấy mận ở nhà mình sắp có mận rồi. Mận nó đang chuẩn bị chín á. Đây mận nè. Đào mận dưa lưới. Ở chợ này bán rẻ. Đi con. Con để cái cây lau nhà vậy làm sao mẹ chắc đồ. Bỏ ở dưới này. Thổi vô ở dưới con. Thổi vô. Giờ đi. Đi con. Aiden lấy được trái chanh. Đi. Em mua được trái chanh hả? Bao nhiêu tiền vậy? Ăn kem cái mặt vẽ tùm lum mấy chưa? Vì mua được cái gì á? Candy. Nó đòi mua để bỏ vô cái bếp đê đập này. Gừng nè anh. Dừa nè. Đó, bữa hôm tập cho nó ăn trứng vịt lộn. Nó đâu có ngứa nữa đâu. Nhà mình không có củ gừng nào. Gừng này làm ở đâu cũng không biết. Rồi đi. Lấy candy đi. Ra qua móc mua. Candy ở đây cũng có bán mà. Văn kìa, đi tới chọn candy quá. Bỏ trên cũng được. Cuộn bao nhiêu? 3 đồng, 4 đồng, 35. Ở đây có khoai mì. Có hành. Mấy củ hành này nè, em mua mấy lần rồi để em trồng mà cứ quên trồng hoài. Hành này nó ngon lắm. Mà nó em mua về để trồng. Nó xịt, nó xịt. Cái này gì đây Aiden? Aiden, em giỏi quá vậy, em biết hết trơn vậy. Em biết hết trơn hết trời rồi. Hả? Em muốn cái củ nào cũng có rẻ em tí để em trồng lấy đại này nè. Cái này gần rụng rồi. Hồi này có rẻ nè. Nổ nó cục quá anh ngâm đâu ra. Coi mấy thằng cái đậu trên đi coi. Nó, cái kia cũng có. Thằng này được nè. Rồi, ba cái được rồi. Không nhờ con bỏ đồ ở chứ đâu. Đó. Đó rồi xem mình đâu. Gì? Một bó này có phải. Ồ, thằng này hình bro mà. Bro nhà có củ cải, củ thì là đậu, khoai mì nè. Em ăn cái gì mà em la miếng vậy?
nãy giờ chưa cho nó uống á. Nó tướng kìa, coi đi như cái nấm nhỏ tí kìa. Không uống nước trong đây, nghe gì, cho tôi lấy kìa. Anh đừng, cái tay nó bén lắm, đừng có đưa cho nó. Thôi chừng chừng này mà đi tìm kẹo ăn rồi hả? Thôi ăn ăn ỉa cứng đó. Cái này là mua ăn đây nè, mấy đứa nó thích cho ớt này nè. Ở nhà chưa có ớt. Ôi cái này hư rồi. Quà của Manamuchi ăn xong thở không nổi luôn. Không cho lấy, lấy ngậm vô miệng hư răng hết. Cái nào em muốn, cái nào mua đó. Em đòi lấy kẹo chứ. Nổ, không lấy kẹo đâu, ăn kẹo có được gì đâu. Đồ khô này, chuối sấy nè, nho khô, chuối sấy, đậu phộng. Bột, bán tất cả các loại bột. Bánh mì giòn, muối hồng, muối trắng, muối biển, tất cả đều có hết. Eden mua được cái gì không? Ồ, có bột nghệ nữa nè anh. Ở nhà không, ở bữa hôm mình mua rồi hả? Mua bột nghệ đốt bánh xèo rồi. Ở đây có nghệ nè. Bột nghệ, bột quế, ớt. Cái nào em cũng đòi ăn hết trơn. Đó, em ăn cái nào? Không biết cái nào, nhiều quá. Nhiều quá, em không biết, em không biết em lựa nào luôn á, ông bà cô chú ở nào. Cái nào ăn ăn kẹo mất răng nha. Cửa hàng thức ăn bánh mì đì ly một ổ to đùng chỉ có 5 đồng. Thịt hen, có tôm hùm, có con lem nè, đó, có cua tuyết nữa nè. Có mua nào không? Anh không đi đánh cua về cho con ăn. Mấy cái chi cho mấy đứa nhỏ nó thích. Đó, xe ra rồi. Này sushi trứng cá, sushi tôm hùm, sushi cuộn bơ, có bánh bao nữa, có đủ thứ. Lấy thịt sườn về hầm nha, nó thích ăn sườn heo mà hầm mềm, thịt mềm á, lúc nó ăn nó thích gia đình á. Hoặc là được cái gì đó, gà vậy thôi. Anh mỡ bò cũng bán nữa. Anh thích ăn thịt ngọt nào? Rồi. Thịt heo, này thịt gà. Bên này này. Bên này cũng thịt gà. Chỗ bán sườn xương rồi đó. Chỗ nó bán xương heo, sườn heo rồi đó. Bên này hả? Ở nhà hết rồi. Mấy đứa nó thích ăn cái này nè. Đó. À, thích ăn cái đó đó. Hầm hầm mềm mềm có xương rồi thích. Rồi hai cái xương đó, thích vậy đó. Cá để đâu?
thêm một cây. Dạ. Rồi. Đấy, hai cái cá thôi. Một cái cũng gì cao tiền 17 đô một cái. Thôi được rồi. Còn cái kia là cái này. Cái kia bao nhiêu tiền? Tháng 10 ngày 4 năm 2024. Tháng 10 vừa rồi. Vì chưa tới tháng 10 mà sắp tới tháng 10 rồi. Tôi đợi đá, đợi đá. Đợi đá, đợi đá. Có lấy tôm gì không? Đợi đá, đợi đá. Có mực nè anh. Mực con Vy thích lắm nè. Lấy một bịch. Rồi. Em muốn gì? Muốn gì con? Hả? Em muốn hả? Ép nào? Có ép nào đâu? Tránh, tránh, tránh cho người ta vô kìa. Đi đi tới lấy trứng. Lấy thịt xong rồi lấy tôm cá rồi. Đi tới lấy trứng. Em ơi, em mua được cái gì vậy? Đi chợ mua được cái chanh thôi. Phải không? Em có lấy dân gạch không? Ờ, thịt bò bự ở đây nè, nó bán đây nè. Kìa. Thấy chưa? Chỗ đi em. Trời, không giỡn nữa. Nghiệp quá. Cảnh quá. Sữa mà đi giỡn vậy để cho con người ta sặc. Giò heo. Đùi heo, giò heo ngon kìa anh. Gì ngon kìa này. Giò heo. Thèm muốn đắt quá. Coi thử nó có bán tập chứ. 28 đô một con. Giờ lên giá rồi. Mấy bữa có 24. Ừ, có con 24, có con 28. Tùy nặng nhẹ. Đây, lấy một con vịt về luộc nấu chán. Vịt ở đây cũng ngon lắm các bạn. Đó, đi chợ lòng vòng chậm là đầy xe liền. Mấy đứa nó đi đâu hết trơn à. Em đi lấy trứng hả? Đi chứ nào không? Ở nhà có rau cho nên mình không mua rau mùa hè các bạn. Đi một vườn rau là nguyên một cái siêu thị rau ở nhà cho nên mình không có lấy rau. Hành lá, xà lách, cà tím, ớt, dâu tây, nói chung là mọi thứ đều có ở vườn. Chỉ có thịt thì không có thôi, mùa hè nó vậy đó. Xả lấy sữa. Rồi em lui lui coi chừng trúng à. Em ơi, trúng chiếc xe đó. Ở nhà còn phải không? Anh lấy 4 cái thì ở dưới em thấy sữa đỏ của nó hết rồi sao? Nổ nổ nổ. Em ơi, em phá gì đó. Em à. Trời ơi, em lôi ra nó gãy đó nghe em. Phá. À, lấy cây lau nhà ra kìa. Đi từ từ thôi, dẫn con đi từ từ thôi, nó trẹo chân đó.
anh đi với tốc độ của anh nó chịu không nổi thôi. Lấy bơ đờ nữa kìa, lấy trứng đi. Bên này nè, à. Anh tránh ra ra, lấy tay ra, nó không cho nó đụng tủ lạnh mà. Em có ép nè, em có ép. Chàng thích ép hả? Coi thôi chứ đụng vô, coi thôi. Mày chưa coi thôi, lấy tay ra. Em dễ gì mà em không đụng. Rồi lấy một cái da ua, da gệt cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Nè, lấy bơ đờ chưa? Lấy chưa? Rồi, hai cục bơ. Bên kia là hàng nước giải khát, nước cam, nước táo, nước đào, nước mận. Mấy đứa nó không lấy bì xà đi, cái tới khi nó đói bụng quá nó đòi ăn bì xà rồi nó la làng lên. Pizza, lấy một cái. Cái pizza này 6 đồng. À, 7 đồng cho một cái. Lấy một cái. Đây pizza đây. Em ăn pizza không? Eden nó chịu ăn pizza. Nó thích pizza lắm. Rồi. Thôi đừng lấy kem nữa, nhà ngọt quá rồi. Kem cả tủ đó. Trái cây. Em ăn chocolate không? Ăn không? Chocolate nè. Xịt nè, xịt miệng nè. Ngọt lắm á. Rồi đi, xong chưa? Kem nè, tất cả các loại kem ngon kia nè. Anh nhìn xe giùm. Đó, kem màu cam. Kem này bảy sắc cầu vồng, đủ vị ha. Trưa hè nắng nóng, ai cũng thích ăn kem. Eden thích ăn kem không? Em thích không? Không hả? Đi con. Rồi xong chưa, đi về nè. Có quên cái gì không ta? Mấy cái hộp hộp nó thích ăn không? Đây này, cái lọ chi đó. Đúng rồi. Rồi lấy cái loại chi đó vậy thôi á. Được chưa? Hai cái đủ rồi hả? Em là baby hả? Em lớn rồi mà. Em lớn rồi còn ăn baby, ăn đồ baby. Thức ăn của baby food này. Ăn lấy ăn đi rồi tí ra tính tiền cái lon. Tí đưa cái lon cho anh ta tính tiền. Donut hấp dẫn ly kỳ. Với ai thích ăn ngọt. Ê, xếp hàng vô tính tiền. Đi chợ nhanh hơn. Đi chợ này nhanh hơn chợ Costco. Em tính tiền. Em ăn gì vậy?
đi mà mua được hũ baby food mà. Em ăn baby đó, thức ăn baby của em đó. Em còn em bé nha, em chưa lớn đâu. Lại đi. Vy lẹ chắc đồ lên Vy. Định lấy cái thùng leo cho mẹ mà mẹ lấy cái thùng leo hả? Sắp tôi gặp đã con không về. Em muốn gì? Nước em đây, nước em đây, mở ra cho em uống nha. Em biết mở hả? Rồi em uống đi, từ từ để mẹ cầm lên lấy. Suốt ngày mệt. Hai đứa con gái xếp đồ vô trong xe. Đậy nắp lại á. Anh nhìn nó này. Anh dịn bình nước cho nó uống. Ngày đi chợ hết là 331 đô. Em ăn french fries, đúng rồi. Bỏ hết đồ vô xe rồi, bây giờ đi về thôi. Sắp xong rồi.
nè, đi chợ xong rồi bây giờ em phải uống nước để em lấy sách em đi về ha. Bye bye chưa em? Bye bye nè. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye chưa? Đi gia đình nhé. Rồi đi về thôi các bạn ơi, đi chợ đã xong rồi, về thôi. Con của ta mà. Nắng chói chói chang luôn các bạn. Nắng Việt Nam mà được nắng giống vậy. Việt Nam 100 mấy độ, đây mới có 8 mấy độ, là 100 mấy độ F á. Ở Việt Nam nóng, nóng lắm. Vâng. Vâng có muốn về không? Sao vậy? Về cho biết. Kevin muốn về Việt Nam không? Tốn tiền lắm. Mỗi lần về là tơ đi 1000. Cái cây lau nhà kìa. Bỏ em lên xe. Cái đó ngon hả? Sao biết không ngon? Mua thử chưa? Ở lên. Rồi, đi chợ đã xong rồi. Xin tạm biệt ông bà cô chú. Tạm một ngày đi chợ kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Chúc một ngày vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe nha.